Brad. Thì hôm nay Brad sẽ có một số bài tập về cái phần thân dưới giúp cho việc là mình tăng cái sức đề kháng của mình, và mình giúp cho việc mình vận động, luyện tập mỗi ngày để mình tăng cái hệ miễn dịch của mình lên và chống lại virus.
động tác và 20 giây tập 20 giây nghỉ để kết thúc bài tập ngày hôm nay. Thì mời các bạn đón xem các clip sau, mình sẽ tập trung vào phần cơ trọng tâm. Chúc bạn có một sức khỏe tốt để vượt qua mùa dịch.